Thu Hiền TV. Tại phòng ngủ, Khang cầm trên tay một quyển sách. Cậu chăm chú đọc nó một cách rất thích thú. Tôi xin trân trọng thông báo, tôi đã có ước mơ của đời mình rồi. Ước mơ gì? Đời mình là phải có ước mơ. Và tôi sẽ đi ăn trộm. Hả? Ăn trộm? Bé bé cái mồm thôi. Tôi sẽ học theo Robin Hood, lấy của người giàu rồi chia lại cho người nghèo. Robin Hood ư? Ôi giời, cho tôi theo với. Được quá chứ. À, đâu, 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 đâu. Nhưng mà làm thế nào để đi ăn trộm được? Ôi giời, cái gì không biết thì tra Google. Cách để trở thành một siêu trộm. À, đây rồi bạn ơi. Bước đầu tiên là tìm kiếm nơi có nhiều tiền nhất. Tuyệt, chúng ta đi thôi. Đi tìm các nhà giàu nào. Đi. Một lúc sau, Hưng và Khang tìm được mục tiêu là một căn nhà lớn. Cả hai lại gần rồi lén lút quan sát bên trong căn nhà. Nhà này được không? Căn nhà này anh em mình trộm được. Hành động thôi. Để tôi vào trước. Hay. Hay. À, được rồi, vào trong thôi. Vào đi bạn ơi. Ê, vào đi bạn ơi. Hơ, sao ông lại? Cửa có khóa đâu. Thôi, vào việc chính nào. Không ngờ lại thuận lợi đến vậy. Ôi trời ơi, nhà có chó. Bình tĩnh, bọn ta cất xe lại đây. Không ổn rồi, nhà nào cũng có chó, đúng là khó thật. À, có một nơi rất nhiều tiền mà không có chó đi. Thật à, ở đâu vậy? Vậy thì chúng ta thực hiện ước mơ thôi. Đi nào. Tại nhà Khang. Không được chùn bước. Quyết tâm. Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói. Ừ, nói đi con. Con sẽ thực hiện ước mơ và hoài bão của con. Ước mơ á? Ước mơ gì vậy con? Con sẽ đi trộm ngân hàng. Cái gì? Trộm ngân hàng á? Minh, cứ bình tĩnh. Tôi phải cho nó một trận. Để tôi. Khang. Mẹ, mẹ bình tĩnh. Bạo lực gia đình không tốt đâu ạ. Con à, cuộc sống này luôn có ước mơ. Nếu con đã chọn được ước mơ của riêng mình, hãy can đảm thực hiện và chuẩn bị tinh thần để làm việc đó. Bố mẹ luôn ở đằng sau lưng ủng hộ con. À, bà nói cái gì vậy? Thật hả mẹ? Ừ. À đâu, không phải là mơ. Con cảm ơn mẹ đã hiểu con. Yeah. Con đi ạ. Robin Hood đến đây. Mình, thế này là sao? Cứ để xã hội dạy con mình, bớt cái tính hoang tưởng đi. Tôi có một kế hoạch. Đây nha, chúng ta sẽ đột nhập từ cổng này vào, rồi luôn qua đây, xuống đây phá cái camera này, xong qua đây hạ cục bảo vệ, lấy chìa khóa, trộm tiền xong là chôn luôn. Ông đã hiểu chưa? Ôi, ôi da. Ông làm cái gì đây? Còn tôi, tôi sẽ cầm khẩu 46 này, đứng ở vòng cổng và cả ở nhà Hoa nữa. Đứa nào ra thì tôi xử lý luôn. Còn nữa,
Tôi sẽ cầm theo bông khói để chúng ta có thể ẩn mình trong lớp khói dày đặc. Và tôi sẽ cầm theo bông choáng để chúng ta cướp tiền được nhanh hơn. À, ui, ui. Sao vậy? Ông bị ngộ game chiến đấu à? Triển khai kế hoạch thôi. Ê, đợi tôi. Một lúc sau, Hưng và Khang đã có mặt trước cửa một ngân hàng. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Lên đường nào, cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Yeah! Cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Cướp của người giàu, chia cho người nghèo. Cướp của người giàu. Cảnh sát! Dám cầm vũ khí vào ngân hàng à? Ồ, sao công an lại đứng ở đây? Chúng ta còn chưa hành động mà. Yên tâm đi, chúng ta đã cướp được cái gì đâu. Mà đây là vũ khí đồ chơi cơ mà, chắc là phạt hành chính thôi. Là giả, cái này chỉ là đồ chơi thôi à. Đồ chơi à? Không sao đâu. Theo tôi về đồn. Đừng bắt cháu. Sao bảo không bị bắt? Không, không, không. Đừng bắt cháu, đừng bắt cháu, đừng bắt cháu. Ông sao vậy? Ui giời, may quá. Đây là thật, đây là thật. Tôi tỉnh mơ rồi, tôi tỉnh mơ rồi. Có lẽ điều tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban cho chúng ta và chỉ có ý nghĩa khi bạn dám mơ và dám chấp nhận chông gai để đạt được nó. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng cả. Mọi đích đến sẽ có cái giá của nó. Chỉ cần bạn cố gắng từng ngày và đưa ra lựa chọn đúng đắn, chạm tới ước mơ sẽ không còn là xa vời. Là phòng nào đây nhỉ? Tránh ra đi. Ui da. Nhìn cô nhớ này mà cũng đòi vào những nơi sang trọng à. Con gái thành phố, ai cũng vô lý vậy sao? Chị chờ một chút. Cháu chào bác ạ. À. Chào bác ạ. À. Con bé này nhìn được đấy. Sao con bé này nhìn quê mùa thế? Hello. Ôi trời, tên để đâu ra vậy? Con trai, ra đây. Mẹ ơi, thế vợ của con đâu ạ? À? Đây. Vợ, vợ. Không, ai là vợ của anh chứ? Này, 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 cô đi đâu đấy? Bà giới thiệu cho tôi cái của nợ gì thế này? Ôi trời ạ, à, tuy nó hơi ngốc, nhưng mà nó nhiều tiền. Bà đi mà lấy, tôi không lấy đâu. Ơ, này. Vợ ơi. Bà Mai, chuyện này là thế nào? Chị yên tâm, tôi còn đứa khác. Trang, qua kia đi. Vâng ạ. Mặt anh bẩn rồi này, để em lau cho nha. Vợ, thật tốt, thật tốt. À, qua. Tình hình sao rồi mẹ? Hai mẹ con mẹ kế cười đắc ý hồi tưởng lại. Khuấy đều, cho thêm nước nữa. Cậu chờ một chút nha, sắp xong rồi. Ôi trời ơi, cái đồng hồ cổ của mình. Anh làm cái gì vậy hả? Hỏng mất rồi. Có chuyện gì thế con trai? Mẹ đuổi anh ta đi, con hết chịu nổi rồi. Con cứ bình tĩnh, tài sản đều nằm trong tay của nó hết. Để mẹ suy nghĩ đã. À, mẹ có cách rồi. Hay để mẹ lấy vợ cho nó. Có như vậy thì chúng ta sẽ không phải bận tâm đến nó nữa. Trở lại hiện tại. Trông cũng dễ thương đó. Hai. Chú ra ngoài đi, không tôi hét lên đấy. Anh Khang, cứu em, cứu em. Ủa, tiếng gì thế nhỉ? Chú nên nhớ, tôi là chị dâu của chú đấy. Chị dâu thì làm sao? Tôi không ra đấy, chị làm gì được tôi? Không ra đi, không ra đi. Dừng lại, không tôi mét mẹ đi. Chị đứng lại cho tôi. Anh Khang, cứu em. Chuyện này chưa xong đâu, cứu đỡ đi. Đừng sợ, Khang bảo vệ Trang. Hôm nay kiếm được khá phết đi. Ủa, anh ta đang làm gì vậy? Wow,
gia đây rồi. Mình có ý này. Ồ, cái cô này. Em xin lỗi, em bất cẩn quá. Để em lau giúp anh nhé. Thôi, để em tự lau được rồi. Ai lại để một cô gái xinh đẹp như em lau được chứ. Em vào đây đi. Cứ tự nhiên như nhà của mình nha. Wow, nhà đẹp thế. Em ngồi chơi, để anh vào lấy nước. Dạ vâng. Tôi sẽ không để anh thoát đâu. Hôm nay mua được nhiều đồ tươi quá. Cô, sao cô ở đây? À, thì ra là cô làm ô xin ở đây. Tôi là vợ của anh Khang. Còn đây là nhà của anh ấy. Hả? Là cái tên điên kia. Giờ này chị còn ở đây à? Còn không mau đi nấu cơm đi, tôi đói rồi. Em ngồi uống nước đi, kệ chị ta. Nhà anh giàu thế này, sao còn phải nuôi tên điên đó làm gì? Anh với mẹ đã tìm nhiều cách để nó rời đi rồi, nhưng không được. Sao anh không bẫy nhỏ kia? Vợ ám sát chồng, anh thấy thế nào? Em đúng là chân ái của đời anh. Chị Trang, chị đang làm gì vậy hả? Anh Khang đang phá trên nhà kia kìa. Vậy hả? Hành động đi. Ngay lập tức, em trai Khang lén lút đổ thứ bột gì đó vào trong nồi canh. Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Đi thôi. Không uống canh đâu, không uống canh đâu. Anh ngồi xuống đây, em đi lấy canh. Anh cố gắng, uống hết bát này thôi nhé. Không uống đâu, sợ lắm. À, uống tiếp nào. Anh giỏi lắm. Anh làm sao vậy? Đau quá, đau quá. Anh Khang, anh Khang, anh làm sao thế này? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi anh Khang. Kế hoạch của chúng ta thành công rồi. Hả? Ai kia? Xin chào mọi người. Anh Khang, chuyện này là thế nào? Các người ngạc nhiên lắm có phải không? Nhân tiện tất cả đều ở đây, tôi có cái này muốn cho các người xem. Dứt lời, Khang mở một đoạn camera lên. Đây chính là bằng chứng vạch trần bộ mặt xấu xa của mẹ con mẹ kế. Hóa ra cậu không bị điên à? Mời các anh vào. Tất cả đứng im. Cảnh sát. Tại sao? Có phải mẹ con các người đã dùng cách này để hại bố tôi, đúng không? Mời anh chị theo chúng tôi về đồn. Không phải tôi, không phải tôi. Cuối cùng chuyện này cũng kết thúc rồi. Thật ra anh phải giả điên giả khùng để tìm chứng cứ phạm tội của hai mẹ con nhà đó. Anh xin lỗi vì không nói cho em biết sớm hơn. Không sao đâu anh, em hiểu mà. Trong cuộc sống này, không phải điều gì ta muốn đều có được. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải tin tưởng vào việc sống lương thiện sẽ được ông trời đền đáp. Trái lại, những người luôn tìm cách để người khác chịu thiệt thòi mà chiếm lợi về mình thì cuối cùng lại bị mất nhiều hơn là có. Chỉ cần sống tốt, trời xanh tự ắt an bày. Tới nơi rồi. Em ơi. Dạ. Trời hôm nay xanh quá. Anh muốn thơm vào má. Thế trời hôm nay cao tiết. Anh muốn thơm vào. Anh. Cậu định thơm vào đâu? Dạ không ạ. Ai đây? Đây là người yêu em ạ. Người yêu hả? Tại phòng khách, Hiếu căng thẳng đón nhận ánh mắt đánh giá của Phong, anh trai của bạn gái mình. Cậu có gì mà lo cho em gái tôi? Anh cứ yên tâm, em đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi. Cái gì đó? Anh sẽ biết ngay thôi. Đây anh. Hả? Con trai bà bán bánh mì. Lo cho em. Đừng lo gì. Ngoài lo về. Em mời anh ạ. Anh ạ, Quyên yêu em sẽ không bao giờ phải lo đói. Anh xem,
đây là những bằng khen của em. Ui giời, em đạt học sinh giỏi 12 năm liên tiếp. Cái gì đây? Huy chương vàng các thể loại. Thường thôi. Em có vài mảnh đất, tiền gửi ở các ngân hàng trong và ngoài nước. Tin này đã đủ tiêu chuẩn làm em rể anh chưa ạ? Vẫn không được. Tại sao ạ? Anh ấy có gì không xứng với em? Không phải, nó quá ưu tú. Em mới chính là người không xứng với nó đấy. Hả? Ngày hôm sau. Ui giời, cái mặt hớn hở thế kia. Chẳng lẽ... Này. Dạ. Đi đâu đây? Dạ, em đi chơi với bạn ạ. Là con gái ạ. Nghi lắm nha. Nghi cái gì ạ? Thôi em đi đã. Ổn áp rồi đấy. Em đi đi. Nhưng... Đi đi, không bạn đợi. Sao mình vẫn thấy đáng nghi thế nhỉ? Phải kiểm tra mới được. Chỗ này làm gì có gì để chơi? Dám nói dối anh nè. Con bé đâu rồi không biết. À, con bé này được lắm. Mình đoán chỉ có chuẩn. Mà tên nhóc kia hoàn hảo như vậy, không thể nào thích em gái mình được. Chắc chắn là nó có âm mưu gì rồi. Mình phải bám theo thôi. Hôm nay trời đẹp anh ha. Thế chúng mình đi dạo lúc nữa nha. Dạ. Ui giời ơi, cái tì, cái tì. À, hình như em nghe thấy tiếng anh trai của em ở đây hay sao ấy. Anh trai em làm sao mà ở đây được. Ừ, cũng đúng. Mình đi. Suýt thì lộ. Đuổi theo. Em lại còn khoác vai nữa kìa. Này thì khoác vai này. Anh sao thế? Cái gì bắn vào tay anh đi. Anh đỡ đau chưa? Anh cũng đỡ đỡ rồi đấy. Để em kiểm tra lại xem nào. Đôi bạn trẻ vẫn đang chìm đắm trong thế giới riêng của họ, nên không hề hay biết tới sự có mặt của Phong. Lúc này anh ta đang lén đổ thứ gì đó vào chai nước của họ. Chuồn thối. Anh thấy thế nào rồi? Em thổi cái anh hết đau luôn. Đúng là thần kỳ. Anh này. Em ơi, tự dưng miệng anh đau quá. Em thổi giúp anh được không? Dạ được ạ. Ôi da, sao lại đau bụng đúng lúc này chứ? Em đợi anh một tí nha. Anh quay lại rồi đây. À, không được rồi. Anh ăn phải cái gì hay sao ấy? À, anh xin lỗi nha. Để em phải đợi lâu rồi. Mình tiếp tục thôi nhỉ. Thổi giúp anh với. Thổi này. Đi về nhà với anh. Mới tí tuổi đã bày đặt yêu với đường. Em lớn rồi, anh đừng can thiệp vào cuộc sống của em nữa. Em có lớn đến đâu thì vẫn là em của anh. Với kinh nghiệm tình trường của anh ấy, thằng đấy chắc chắn có vấn đề. Vậy ư? Anh có dám cá cược với em không? Cá cái gì? Chúng ta sẽ thử lòng anh Hiếu. Nếu anh ấy có tâm cơ, em sẽ chia tay ngay. Còn nếu không, anh phải ủng hộ bọn em. Được, cá thì cá. Mắt nhìn người của anh em không sai đâu. Để rồi xem phản ứng của nó như thế nào nha. Nằm xuống, nó đến đây. Quyên ơi. Anh ơi, Quyên đâu? Trong kia. Trời ơi, Quyên, em làm sao thế này? Anh ơi, Quyên làm sao ra nông nỗi này vậy? Quyên nó bị tai nạn. Bác sĩ nói khả năng con bé sẽ sống thực vật. Ngay cả căn nhà này tôi cũng đã thế chấp để cứu nó, nhưng vẫn không được. Quyên, em gái tôi khổ quá. Bị như này thì có chó nó lấy. Trời ơi.
em tôi nó bị như này rồi, không biết còn có ai thương ai quý nó nữa không. Anh Hiếu, em vẫn còn chưa sáng mắt à? Nó chạy mất dép rồi đó. Cá không ăn muối cá ưng, em không nghe lời anh thì em chỉ có thiệt thôi. Thua rồi nha, từ giờ đừng có gặp nó nữa, nghe chưa? Vâng ạ. Thôi em nghĩ đi. Úi dồi ôi. Anh Hiếu, Quyên, con bé nó thành người thực vật rồi, cậu còn ở đây làm gì nữa? Dạ thưa anh, anh cho phép em được cầu hôn Quyên, em nguyện chăm sóc cô ấy cả đời, mong anh đồng ý. Em năn nỉ anh đấy. Anh đồng ý nha, em hứa sẽ luôn ở bên cô ấy mà. Như này mới xứng đáng làm em rể anh chứ. Thế là anh đồng ý rồi ạ? Anh Hiếu. Thế này là sao? Em không làm sao cả, anh trai em làm vậy chỉ để thử lòng anh thôi. Không sao là tốt rồi. Anh đồng ý cho bọn em nha. Anh đồng ý. Em cảm ơn anh. Yeah. Bây giờ ta xin chính thức tuyên bố hai con đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Chúc mừng, chúc mừng. Từ nay anh giao em gái của mình cho chú. Chú nhất định phải yêu thương chăm sóc con bé đấy, nghe chưa? Anh yên tâm, em sẽ yêu thương cô ấy hết lòng. Thôi chúng ta cùng chụp ảnh kỷ niệm nha. Vậy là cuộc tình của Hiếu và Quy đã có cái kết viên mãn. Bạn biết không, hạnh phúc lớn nhất của đời người con gái không phải là lấy được một người chồng hoàn hảo, mà là có được một người con trai yêu mình sâu sắc, sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống và tạo thành một gia đình viên mãn hạnh phúc. Có hoa đầy rồi, còn thiếu gì không nhỉ? Khoan đã. Bà ơi, bà lại ủng hộ cháu ít trứng ạ? Có phải trứng gà công nghiệp không đây? Hàng nhà cháu, bà cứ yên tâm mua đi, đây toàn là trứng gà nhà, thơm với ngon lắm ạ. Ngon thật không? Uy vào, không ngon, cháu không lấy tiền. Nhớ đây nha. Thế này là thế nào? Tôi phải thử trước, xem lời cậu nói có đúng không rồi mới mua. Chín rồi đây. Bà thấy trứng nhà cháu thế nào? Không ngon. Trứng của cậu không phải là trứng gà nhà. Không ngon, tôi không mua đâu. Treo đầu về bán thịt chó thế này thì chết. Người gì đâu, ảo ma thật đấy. Mất tội quả trứng rồi. Suối quậy. Về tới nhà rồi. Cả nhà mình ơi, vào thôi. Anh kìa, con trai, nhanh lên cô. Bà mà biết cả nhà mình về sẽ vui lắm đó. Lâu lắm mới về quê, không khí trong lành quá. Chỗ này có internet không vậy trời? Mấy đứa về rồi đấy à. May mà mẹ về kịp. Mẹ. Cháu trai của bà đây à, lớn quá rồi. Cháu chào bà. Mẹ, cũng nhiều năm quá rồi chúng con không về, nên năm nay chúng con quyết định về quê ăn Tết với mẹ đấy ạ. Mẹ có vui không? Vui, mẹ vui lắm. Các con vào nhà đi. Cũng gần trưa rồi, để mẹ vào trong nấu mấy món ngon ngon cho các con ăn nha. Để con phụ. Thôi, các con đi đường xa mệt rồi, cứ để mẹ. Con không mệt, để con phụ mẹ. Còn sao thế, sao không ngồi xuống đi? Eo ơi, nhà bụi bẩn thế này sao mà ở được ạ? Bố cho con về lại thành phố đi ạ. Con chịu khó đi, nhà quê chỉ có thế thôi. Lâu lắm con mới được ăn cơm mẹ nấu đấy. Thôi, các con ăn đi. Vâng ạ. Đồ ăn ngon lắm mẹ ạ. Ngon thì con ăn nhiều vào.
Dạ, con xin mẹ. Con dâu mẹ cũng ăn nhiều vào. Hương vị mẹ nấu vẫn ngon như xưa ạ. Hiếu, ăn cả thức ăn đi cháu. Cháu không ăn. Hiếu, bố không đồng ý đâu nha. Bà đã cất công nấu mà thái độ của con thế là sao? Con không thích, con không ăn. Hiếu, quay lại đây cho bố. Hiếu, Hiếu. Còn với cái. Thôi, kệ nó, mẹ ăn đi. Thằng bé không thích, để mai mẹ làm món khác. Các con ăn đi. Dạ vâng. Mẹ cũng ăn nhiều vào ạ. Đánh nó đi. Bên trái. Yeah. Phải thế chứ. Đi đứng kiểu gì thế? Tôi xin lỗi. Tưởng xin lỗi mà xong à? Bạn có điện thoại đẹp đấy. Cho tôi mượn chơi vài hôm đi. Sao tôi phải đưa chứ? Tránh ra cho tôi đi đi. Ơ kìa, mấy cậu định làm gì? Tránh ra đi. Không thích đi. Sao? Cho nó một đấm đi. Đồ xịn đấy. Bọn này xin nhá. Đi. Hai cậu kia, mau trả đồ lại cho tôi. Đừng có vào rừng mơ mà bắt con tưởng bở nha. Hiếu ơi, Hiếu, cháu đâu rồi? Hiếu ơi. Hiếu. Bà ơi. Chuyện gì đã xảy ra với cháu vậy? Bà ơi. Cháu có làm sao không? Cháu bị cướp hết rồi. Tội nghiệp cháu bà. Cháu khoác tạm cái khăn của bà cho đỡ lạnh. Chúng ta về thôi. Cháu sao thế? Cháu xin lỗi bà vì thái độ không tốt trước đây của mình. Bà tha lỗi cho cháu nha. Thôi, không sao. Bà tha lỗi cho cháu. Đi về nhà với bà. Thật ạ? Cháu cảm ơn bà. Hạnh phúc đích thực của mỗi chúng ta là khi còn được bên cạnh ông bà của mình, những người đã dạy cho ta biết cách yêu thương và quan tâm. Năm tháng trôi qua, ông bà sẽ ngày càng già đi. Vì thế, hãy dành nhiều thời gian ở bên những người ông, người bà của mình bạn nhé. May quá, bố không ở đây. Mình phải cẩn thận. Bố. Con đi đâu? Dạ con. Thật là. Ngày mai con đi xem mắt nha. Xem mắt à? Ép dầu ép mỡ chứ ai nợ ép duyên đâu bố ơi. Bố đã sắp xếp rồi, mai cứ thế mà làm. Bố, nhưng mà con. À, có cách rồi. Bạn giúp tôi lần này nha. Giúp gì vậy? Xem mắt. Không. Đi mà. No. Này thì sao? Tôi nể lắm, tôi mới giúp bà đấy nhé. Bà thế là nhanh. Vậy là sau một hồi trao đổi thì Trang đã đồng ý đi xem mắt giúp Ngân. Chào anh. Chào anh, tôi là người đến xem mắt ngày hôm nay với anh. Rất vui được gặp em. À, đợi em chút. Dạ. Chủ quán, cho chai nước ngọt. Có ngay ạ. Cảm ơn nhé. Em uống cả chai ư? Ngày á, tôi uống cả chục chai. Một chai chứ là gì? Em ơi, mang đồ ăn ra đây. Em gửi anh chị. Cảm ơn em. Trang cứ thế liên tục ăn, mãi cho tới khi gần hết mới nhớ tới Phong. Này, anh ăn đi. Này. Thôi, em ăn đi. Tự nhiên đau bụng thế nhỉ? Tôi đi vệ sinh cái đã.
Cô gái này thật là thú vị, thô lỗ mà trông cũng đáng yêu cơ. Trang vì quá mệt nên vừa chợp mắt thì Hoàng hớt hải chạy vào. Này, dậy đi, sếp tổng đến rồi kìa, tỉnh táo lại. Chào sếp ạ. Này, sếp kìa. Ờ này, sếp kìa. Em chào sếp ạ. Này, cô này bị làm sao đấy? Bình thường quấy không như vậy đâu, nhưng ít khi quấy bình thường lắm mà. Xin phép em đi vệ sinh ạ. Không biết anh ta còn ở đây không nhỉ? May quá. Hello bạn. Đem vào cho sếp tổng hộ tôi nha. À, thôi, tôi không làm được đâu. Bà phải làm. Không. Phải làm sao đây? Tài liệu của anh đây ạ. Này cô kia, cô làm sao mà phải đeo khẩu trang? Dạ thưa sếp, em bị ốm ạ. Ờ, Trang. Ui da. Cô có làm sao không? Cô chính là người xem mắt với tôi lần trước phải không? Lần này mình chết chắc rồi. Bao lần nước ơi, đâm trúng người rồi. Cô đâm phải tôi rồi, mau đền đi. Tôi, đợi tôi một chút, để tôi xem. Thôi rồi, phải làm sao đây? Tôi không còn đồng nào cả. Cái gì? Cô mà không đền, tôi la lên đấy. Đừng. Ôi trời ơi, chú kia. Đâu? Anh lừa tôi. Trễ hết việc của mình rồi. Là nó đi. Mấy người định làm gì? Này, có cái gì quý giá, đem hết ra đây. Phải làm sao đây? Mau dừng đây. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Anh em lên. Đau quá. Em có làm sao không? Em cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu. Thật ra em cũng chỉ là người đi xem mắt phổ thôi. Anh đã biết từ lâu rồi. Thế em phải làm gì để trả ơn anh đây? Vậy em tiếp tục hẹn hò với anh nhé. Dạ vâng. Yeah. Để anh đi em về. Và thế là từ một sự cố nhỏ đã giúp hai người không quen biết trở thành một đôi hạnh phúc. Tình yêu là gia vị của cuộc sống, là điều cay đắng nhất nhưng cũng là điều ngọt ngào nhất. Hãy cứ để tình yêu diễn biến thật tự nhiên. Đã là duyên thì chẳng sợ lạc đường. Đề khó quá, làm sao làm được đây? Cú. Rồi dạ, Long, tập trung làm bài đi. Ông ngó lơ tôi chứ gì? Ai ném giấy lung tung đấy? Thôi toàn rồi. Này, ông làm sao thế? Ông còn hỏi, tôi gọi ông không thèm trả lời. Tôi xin lỗi nha, lúc đấy mãi làm bài tôi không nghe thấy. Tôi chẳng tin, ông đừng có mà giảo biện. Tình hình có vẻ căng quá bà. Thế mà bảo là bạn thân, có mà thân ai nấy lo ấy. Tôi không nghe thấy thật mà. Giờ không có bạn bè gì nữa. Chắc tôi thèm vào. Nhân danh bạn thân, chúng ta phải giúp hai người đó làm lành thôi. Bà nghĩ ra cách rồi à? Vẫn chưa. À, tôi có ý này. Ok. Tôi vẫn hơi lo. Yên tâm, chắc chắn sẽ thành công. Ê, Long kìa. Đi.
Long ơi, của ông này. Bà thích tôi à? Tôi có bị điên đâu mà thích ông. Đây là hoa của Khải tặng ông, coi như lời xin lỗi. Xin lỗi mà không trực tiếp nói, không tính. À, thôi ông nhận đi, tại Khải thích ông nên mới ngại không dám đến đó. Không hả? Hóa ra tình yêu ở ngay bên cạnh mà mình không biết à. Ơ kìa, đợi tôi với. Ông Long, vừa nghĩ tới đã thấy người thật kia rồi. Quỷ sứ hả? Thích người ta thì phải nói chứ, người ta chấp nhận đây. Ghê quá, thích cái đầu ông ấy. À, chẳng thấy gì cả. Sao ông đánh tôi? Thiếu còn nhẹ đi. Ông hãy đợi đây, Nubakachi. Làm thế nào bây giờ? Mặc dù nhan sắc tôi có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên. Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch B. Đi thôi. Tôi sốt ruột quá. Tôi tính toán hết rồi, bà yên tâm đi. Ơ, à, Khải kìa. Khải, ông đi đâu đấy? Đi đâu kệ tôi, liên quan gì đến bà? Ơ kìa, tôi chỉ hỏi thăm thôi mà. Sao ông lại nặng lời vậy? Tôi thích thế đây. À, hình như có điện thoại. Alo, Long hả? Sao cơ, ông bị người ta đánh á? Được được được, tôi gọi Khải đến cứu ông ngay đây. Long bị đánh, ông mau đi cứu đi. Bây giờ chỉ có ông mới cứu được Long thôi. Yeah. Đợi tôi với, tôi chỉ đường cho. Khải lo lắng đi tìm Long, nhưng lại thấy cậu ấy đang ngồi chơi vui vẻ với một cậu bạn khác. Điều này khiến Khải rất tức giận. Dám lừa tôi à? Tôi cho cậu biết tay. Không có tôi, ông vui vẻ quá nha. Thiếu ông, chợ vẫn đông nha. Xem chiêu của tớ đây. Con gián, con gián. Đâu, gián ở đâu? Nó vừa bay vào người tôi. Ông kiểm tra giúp tôi nha. À, kệ ông. Lại thất bại rồi. Đi, đi đâu? Ông cứ đi theo tôi. Đi. Hai ông tới đây rồi. Hay chúng ta chơi bịt mắt bắt dê đi. Không. Còn lâu. Không bao giờ. À, hai cái ông này đúng là bạn thân. Đưa tay đây nào. Mãi bên nhau bạn nhé. Bạn bè gì với cậu ta? Hai người không dám chơi hay là sợ thua? Còn lâu tôi mới sợ. Chơi thì chơi, sợ vậy? Ở đây cơ mà. Ở đây này. Mình có ý này. Bên đây nè, bên đây, bên đây. Hình như mình giảm phải cái gì rồi. Đáng đời ông. Được lắm, lần này tôi phải bắt được ông. Bắt đầu thôi. Ôi trời ạ. Ơ kìa, dừng lại đi. Ai chơi thế? Tôi chơi thế đây. Tôi không chơi nữa. Mình cũng đi thôi. Ngày hôm sau. Khải. Hả? Có chuyện gì vậy? Đồ ăn này Long mua để xin lỗi ông đấy. Tôi không thèm. Không thèm thì bọn tôi ăn nhé. Dễ lắm mới ăn đi nha. Ui da, sao tự dưng đau bụng thế này? Hai bạn tránh ra. Lạ gì? Ô, đánh hạn rồi. Ui da. Lại nữa. Một lát sau. Mệt quá. Ông dám hại tôi à? Ông đây rồi. Sao ông lại hại tôi hả? Có biết vì ông mà nãy giờ ông khiến tôi khốn khổ thế nào không hả? Ai hại ông? Ông thích gây sự à? Nhìn hai người họ kìa. Cướp, cướp. Ê, cướp kìa. Ông với tôi chia ra chặn đường hết nha. Tí
tên cướp kia, đứng lại. Chạy đi đâu? Biết điều thì trả lại đồ đi. Nếu không đừng có trách bọn này. Cướp này. Trông thế mà ông mạnh đi. Mạnh thế nào bằng ông được. Hai người không giận nhau nữa à? Giận gì? Giận ai? Chẳng ai giận ai. Mãi mãi là bản thân nha. Đi thôi. Có hiểu thật. Thật ra tình bạn nào mà chẳng có trong danh, nhưng đến cuối cùng vẫn không đánh mất đi tình bạn, đó mới là bạn bè thật sự. Thế nên đã coi nhau là bạn thì đừng để cái tôi quá lớn, bởi càng lớn bạn bè cũng chẳng còn bao nhiêu, mà bạn thân thì lại càng khó có được. Tại một con đường, một cô gái vừa đi vừa nghe nhạc nên không để ý một người điều khiển xe máy đang lao nhanh tới. Tránh ra! À! Ui da, đau quá đi. Hả? Điện thoại của mình? Thôi xong, điện thoại hỏng rồi còn đâu. Không thể để yên chuyện này được. Này anh kia, đền điện thoại cho tôi đi. Anh có nghe tôi nói không? Định giả câm à? Xin lỗi cô, tôi đang bận. Có gì cô gọi vào số điện thoại này nha. Tôi đi trước đây. Đúng là xui xẻo mà. Thôi chết, bánh của mình. Đây rồi. Em ơi. Em chào chị. Bánh của chị đây ạ. Của chị hết bao nhiêu? Của chị hết 200.000. Chị trả tiền mặt, chuyển khoản hay quét mã QR? Chị chuyển khoản. Chị nhờ em thêm một việc nhé. Ôi giời, em không làm đâu, sợ lắm. Giúp chị đi mà. Làm xong chị bồi dưỡng thêm cho. Ý. Khách hàng là thượng đế. Chị cứ tin đó em. Cảm ơn em nha. Chuyện gì vậy? Hả? Chào anh. Cô. Đây là món quà chị Yến gửi đến anh. Chúc anh một ngày tốt lành. Em chào anh. Con nhỏ kia, đứng lại. Em đâu có ngốc đâu. Leo leo. Đứng lại. Nhất định lần sau mình sẽ không nhận đơn hàng kiểu này nữa. Mệt quá. Ông chủ. Đi giao hàng về trễ à? Trừ luôn. Ôi anh ơi, xảy ra chút chuyện nên em mới về trễ thôi mà. Anh tha cho em. Vẫn còn cãi. Trừ luôn. Đã nghèo còn gặp cái heo. Trời ơi là trời. May quá, anh chủ không có đây. Phải tranh thủ kiếm chút mới được. Số đây rồi. Gì đây? Trò cũ rích. Định ăn vạ mình đây mà. 7 giờ ngày mai ở công viên. Yeah, thần tài đến, thần tài đến. Ôi trời. Anh à. Dùng điện thoại trong giờ làm. Trừ luôn. Đồ đáng ghét. Đi làm việc đi. Ngày hôm sau. À, chắc là người kia. Anh ơi, anh có phải là người hôm qua? À, thì ra cô là người hôm qua tát tôi. Đâu, anh nhầm người rồi. Má tôi vẫn sưng đây này, cô tính thế nào? Giờ anh muốn gì ạ? Tại nhà Khải. Ai đây con? Giới thiệu với bố mẹ, đây là bạn gái con ạ. À, cháu chào hai bác. Nóng thế nhờ. Mời hai bác uống nước ạ. À. Ừ. Bác cảm ơn con, chu đáo quá. Không có gì ạ. À. Anh làm gì đấy? Hai bác uống nước đi ạ. À. Nước của anh. Ôi trời ơi. Cháu. Cháu ra đây. Bố mẹ cháu đâu mà chạy lung tung thế này? Cháu không biết. Đứng im đây. Con bé này. À, con tôi. Ai bắt nạt con? Cô ấy à. Em làm gì con chị vậy? Gọi quản lý ra đây. Em có làm gì đâu. Đúng lúc tình hình căng thẳng hơn thì Khải xuất hiện.
Chính tôi thấy cô bé này va phải cô ấy. Đúng rồi, bằng chứng đây, chị xem đi. Hả? Mẹ con chị xin lỗi nha. Đi con. Cảm ơn anh. Mà khoan đã. Ôi, cô có sao không? Em không sao. Cảm ơn anh. À, yêu đương trong giờ hả? Trừ luôn. Xấu hổ quá đi thôi. Bạn biết không, có những người xuất hiện trong cuộc đời ta không phải ngẫu nhiên, mà là những mảnh ghép hoàn hảo của duyên phận. Đến một lúc nào đó, những người sinh ra dành cho nhau rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy tay nhau trong cuộc đời này. Ê, bọn mình ra quán chè đi. Khoan, giúp tôi vụ này nhé. Sẵn sàng chưa? Được rồi, bà nhớ chụp đẹp vào đấy. Đẹp lắm rồi. Đâu, đưa tôi xem nào. Vậy đăng Facebook ngay cho nóng. Anh chàng đẹp trai đang bảo vệ môi trường. Đi thôi. Bác thông cảm, hôm nay cháu đi vội quá nên quên không mang theo ví. Bác cho cháu nợ tiền xe ôm nha. Không, cậu mau trả tiền cho tôi còn đi. Bác hãy tin cháu, ngày mai giờ này bác cứ đến đúng chỗ này, cháu sẽ gửi tiền lại cho bác ạ. Cậu đùa tôi đấy à? Cháu xin thề, cháu đảm bảo đấy ạ. Này, bà quay cho tôi. Ok. Thế nào? Được rồi. Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu. Thật hả? Bác ơi, để cháu trả tiền hộ cậu ấy nhé. Cũng được. Cậu đúng là ân nhân của tôi mà. 100.000 của bác, không cần thối ạ. Tiền xe ôm 1.000.000 cơ cậu ạ. Đúng rồi đó. Không sao, có 1.000.000 thôi mà. 1.000.000 của bác ạ. Bác xin nha. Đúng 1.000.000, bác nhớ đếm kỹ đấy. Đủ rồi, đủ rồi. Cảm ơn cậu. 1.000.000. Cậu đúng là người tốt. Tôi chắc chắn sẽ trả lại tiền cho cậu sau. Không có gì. Trời ơi, cậu đã quay được chưa? Rõ đến từng chi tiết luôn. Thôi đi đi, để tớ đăng lên đã. Vẫn còn hậm hực chuyện vừa nãy, thấy Khải đi phía trước, Quân rón rén lại gần xô ngã cậu ấy. Cậu làm gì vậy? Này, ai cho tiền cậu cũng nhận à? Tôi nói sẽ trả lại cậu gì. Trời ơi, tiền xe ôm cậu cũng không có, lấy tiền đâu mà trả tôi hả? Đúng là cái đồ quê mùa. Anh Khải, sao anh lại đẩy anh ấy hả? Người gì đâu, lúc tức giận cũng đáng yêu vậy chứ. Ây ui, ui. Mình đi anh, đứng lại. Đừng cản tôi, tôi phải cho nhỏ đó một trận. Thôi 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 thôi, vợ tương lai của tôi đấy. Ngày hôm sau. Kia rồi. Bà nhìn xem, thế này đã ổn chưa? Được rồi, ông ra đi. Chào tiểu cô nương, cho tại hạ làm quen được không? Ôi dồi. Anh lại đây, em nói nhỏ cho nghe. Anh bị vậy lâu chưa? Hả? Anh Yên ơi, em đây. Chào anh nhé. Mình đi thôi anh, tạm biệt. Thế là thất bại à? Giờ ông tính sao? Quân! Tại quán nước, Khải và Yến ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Cùng lúc đó, ở bàn bên cạnh, Quân cũng đang quan sát họ với ánh mắt đố kỵ. Thôi, mình về đi anh. Hai người uống xong rồi hả? Để tôi trả tiền cho. Tôi đây không có gì ngoài tiền. Thôi, bọn tôi tự trả được mà. Cũng có phải lần đầu đâu. Cậu đừng ngại, tôi cho cậu thêm ít tiền. Tí mà bắt xe ôm về. Anh thôi đi. Hôm nay tôi tự lái xe đến, không phiền cậu phải nhọc lòng. Cái này. Cái này. Ôi chào. Chiếc xe xịn thật đấy. Của cậu đấy hả? Không phải đi thuê chứ.
của tôi đây. Còn đây là tiền hôm trước tôi nợ cậu. Chào cậu, chúng tôi đi trước. Đi em. Ông nhìn người ta đi, từ bỏ thôi. Ông thua thật rồi đó. Tại nhà quân. Bố yêu. Gớm, anh muốn xin cái gì? Dạ, con thấy bây giờ ngoài đường người ta đi bằng ô tô hết rồi bố ạ. Bố mua cho con một cái nhé. Cái gì? Bố còn chưa có ô tô mà đi. Anh đòi cái gì? Bố mua cho con đi bố. Không là không. Được rồi, bây giờ bố mà không mua xe cho con, con sẽ bỏ nhà ra đi cho bố mẹ xem. Thôi được rồi, anh đi theo bố. Đi ra đây, đi nào, muốn có xe chứ gì. Mẹ, đi đi con. Dạ. Ui da, bố thật quá đáng. Lúc này, Quân bắt gặp một người vô gia cư đang vất vả thu lượm ve chai. Cậu thấy mũi lòng, liền tiến đến giúp đỡ người đó. Để cháu giúp cô. Cảm ơn cháu. Không có gì ạ. À? Đúng lúc này, Yến đi tới thấy cảnh này, cũng chạy lại phụ giúp. Là em à? Đây nữa cô này. Thì ra anh cũng không xấu tính lắm. Anh... Thật ra anh Khải là anh trai của em. Em nghĩ anh nên xin lỗi anh ấy một lời. Tất nhiên rồi. Như vậy anh vẫn còn có cơ hội đúng không? Biết rồi còn hỏi. Vậy đồng ý là bạn gái anh nhé. Em đồng ý. Yeah, vậy là mình thoát ế rồi. Hạnh phúc trong tình yêu đến từ sự chân thành, chứ không phải những thứ hào nhoáng bên ngoài. Vì vậy, hãy là chính mình, để bản thân trở thành phiên bản hoàn hảo nhất có thể. Hạnh phúc không phải tùy thuộc vào bạn là ai, bạn làm được những gì, mà tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ. Từ sáng tới giờ chưa có cái gì bỏ bụng cả. Đói quá. Để xem nào. Một xu cũng chẳng còn. Biết sống thế nào đây? Hả? Anh ăn đi. Trong này toàn là tình cảm của em đấy. Wow, thơm thật đó. Anh cảm ơn em nhé. Thôi anh ăn đi, em về đây. Bye bye. Về cẩn thận nha. Ông ở đâu chui ra vậy? Xôi của ông trông ngon thế nhỉ? Đương nhiên rồi, xôi bạn gái tôi tự tay nấu phải ngon chứ. Thơm không? Thơm không? Thơm, cho tôi xin một miếng nha. Một miếng của ông bằng cả hộp này à? Không được đâu. Không cho thì thôi. Mà ông cũng kiếm người yêu đi, rồi họ làm cho. Đúng là hương vị của tình yêu. Nãy giờ tôi thấy ông ăn cẩu lương cũng no rồi, cần gì đến hộp xôi này nữa. Thôi tôi đi nha. Bạn cùng phòng bao nhiêu năm, xin một miếng cũng không cho. Đồ kỳ bo. Đội quá. Đúng lúc này Trang về nhà cầm trên tay là một túi đồ ăn. Thấy thế Hưng hí hửng lại gần. Trang, sao thế? Hỏi tí. Bánh rán nóng hổi, nhưng tôi không cho ông đâu. Ok. Để đây đã. Tại bà Ki Bo trước nha. Đừng có trách tôi. Phải tranh thủ hành động thôi. Không cái Trang ra thì tôi. Đâu rồi nhờ? Rõ ràng mình để đây mà. Đói quá, ăn bánh thôi. Dán đâu? Trong túi bánh kia kìa. Ông vứt đi hộ tôi cái. Ừ, để tôi vứt cho. Ông nhớ vứt xa xa vào đấy. Mình thật là thông minh. Tự nhiên lại có đồ để ăn. Ngon thật. Ông Hưng làm gì mà lâu vậy? Hả? Mình bị cậu ta lừa rồi. Ôi, lại đói rồi. Có đồ ăn dâng tới cửa rồi.
Ngay lập tức, Hưng ngồi vào bàn giả vờ bận rộn. Sau đó có một cô gái bước vào phòng. Ủa, anh Hưng, sao anh lại ở đây? Anh Khang đâu rồi ạ? Khang đi ra ngoài mua đồ rồi. Mà hôm nay em mang sang cái gì đây? À, em mang cháo sang cho anh Khang. Cháo à? Mình có ý này. À, em ra ngoài có gì phụ giúp Khang đi. Cháo em cứ để đây, anh còn phải làm việc đã. Dạ vâng ạ, em đi luôn đây. Yeah, có thế chứ. Thơm thật đi. Wow. Thế là hộp cháo đã được Hưng xử lý một cách ngon lành. 5 phút sau. No quá. Em vào đi. Anh vào ăn cháo em mới nấu nè. Ơ, hộp cháo của em ai ăn mất rồi? Hưng, có phải ông ăn không? Sao ông tự tiện vậy? Ồ hay, tôi có ăn đâu. Chắc con chó nào nó ăn thôi. Con chó à? Cậu định làm gì? Thôi xong rồi. Ông ăn luôn cả con chó à? Vết cháo còn trên miệng ông kìa. Ông không tin tôi à? Tôi thề, nếu tôi ăn sẽ bị trời đánh. Ôi trời ơi, ông cứ cãi đi. Chỉ là trùng hợp thôi. Nếu tôi ăn, bóng đèn kia sẽ hỏng. Chẳng lẽ lại linh vị sao? Ông giải thích cho tôi chuyện này đi. Sao lại thế chứ? Tóm lại là tôi không ăn. Lèo lèo, quê chưa đủ tham ăn. Bạn anh tham ăn thế, đừng chơi với anh ấy nữa. Ngày hôm sau, Khang và Trang đang vui vẻ đi trên đường thì họ bắt gặp cảnh Hưng đang phải làm việc vất vả phía trước. Hưng kìa, sao ông ấy phải làm ở đây thế nhỉ? Ai gọi không biết. À, là mẹ. Alo mẹ à, mẹ vẫn khỏe chứ? Dạ. Tiền con mới gửi về mẹ đã nhận được chưa? Vâng, mà bệnh của bố đã đỡ chút nào chưa mẹ? Vâng. Hóa ra hoàn cảnh của Hưng lại khó khăn như vậy. À, Hưng, đợi đã. Ông đi ra đây. Ông ngồi đây, ăn cùng bọn tôi cho vui. Sau này hai người tốt tính vậy? Bọn tôi biết hết rồi. Ông thiếu tiền thì cứ nói chứ đừng hành xử như vậy. Lần sau có khó khăn gì ông cứ nói, chúng ta là bạn bè mà. Cảm ơn mọi người nhé. Tưởng hai người giận tôi chứ. Chuyện cũ xí xóa, chúng ta ăn thôi. Ông ăn đi cho có chất. Cả món này nữa. Trong cuộc đời, ngoài gia đình, bạn bè cũng là người quan trọng đối với chúng ta. Vậy nên hãy trân trọng những tình bạn chân thành ở bên cạnh mình, bởi họ sẽ là những người chia sẻ, là động lực giúp chúng ta vượt qua ngàn sóng gió. Tại một con đường. Ôi, gì đây? Hello anh. Em là... Ồ, em làm gì đây? Anh Khang, em thích anh. Anh làm người yêu em nhé. Em đứng dậy đã. Em đứng dậy thì anh đồng ý nhé. Hả? Không. Em có gì không tốt chứ? Sao anh lại phũ phàng với em như vậy? Okay, em đừng khóc nữa. Anh xin em, nín đi mà. Anh đã làm gì em đâu? Hả? Ba ngày ban mặt cũng dám bắt nạt phụ nữ. Làm ơn à. Đàn ông mà làm con gái khóc, có biết chục à? Vẫn còn cười được. Đúng là đồ không bình thường mà. Ui da. Em gái, chúng ta đi. Không việc gì phải khóc vì hạng người đó. Nín đi em. Khang nhìn theo bóng dáng Trang rời đi, rồi tưởng tượng cảnh Trang quay lại cười với mình. Muốn ăn đòn nữa hả? Có vẻ Khang đã trúng tiếng sét ái tình với Trang. Tâm trí Khang lúc này tràn ngập bóng hình của cô nàng. Xem có gì hay không. Wow, Trang ơi, em chính là chân ái của đời anh. Anh làm gì đấy?
Trang, anh thích em, đồng ý làm người yêu anh nhé. Không nhé. Trang, xui thật đấy, sao lại hỏng xe lúc này chứ? Nhìn theo bóng dáng chật vật của Trang, Khang cười hí hửng rồi hồi tưởng lại. Không có ai ở đây, hành động thôi. Để xem, em sẽ phải nhờ anh giúp thôi. Ôi dồi, đúng là chân nhanh hơn não mà. Cao quá đi. Mệt quá. Trang, để anh dắt xe cho. Không cần, tôi tự dắt được. Sao không như mình nghĩ nhờ? Trang. Chúc em một buổi sáng tốt lành. Anh làm gì ở đây vậy? Chờ anh một chút. Anh ta lại làm cái trò gì không biết. Mời em. Không cần, tôi tự đi được. Trang, chờ anh. Em lên xe đi, để anh chở em đi làm. Không. Trang, lên xe đi em. Tránh ra cho tôi đi. Hả? Lại là anh ta. Phiền thật. Sao anh ta bám dài thế không biết. Trang, Trang. Ơ kìa. Chán quá. Làm thế nào để Trang chấp nhận mình bây giờ? Ủa, kia chẳng phải là Trang sao? Em gái xinh đẹp, đi chơi với anh nha. Anh có chỗ này vui lắm, đảm bảo em sẽ thích. Không, tôi không đi. Anh tránh ra đi. Tránh xa quấy ra. Anh Khang. Em đừng lo. Tên nhóc kia, người to gan thật đấy, dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây à? Làm sao đây? Có anh ở đây, em không phải sợ. Được, thích làm anh hùng cứu mỹ nhân này. Đã yếu cục da gió, lần sau chừa nha. Anh Khang, anh có sao không? Anh không sao. Anh Khang, tỉnh lại đi. Anh Khang, anh Khang. Ui da. Chết, anh đau lắm à? Có em bên cạnh rồi, còn đau gì nữa. Ui. Anh Khang, em thích anh. Anh làm người yêu em nhé. Em nói thật hay đùa vậy? Thật, em thích anh. Yeah. À, đau quá. Thì ra mình không có mơ. Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua. Không có dũng khí, không thể đi đến cuối con đường. Nếu thích ai đó, hãy dũng cảm cho đối phương biết tình cảm của mình. Dù có bị cự tuyệt đi chăng nữa, thì ít nhất bạn cũng không còn giữ trong mình quá nhiều tiếc nuối. Tiết kiệm cả tháng mới được 200.000, mình phải nhanh đi mua đồ chơi mới được. Ôi dồi ôi. Ông ơi, ông có sao không ạ? Ông không sao mà cháu ơi, mua cho ông tờ vé số. Ây ôi, giúp ông nha. Vé số à? Đúng vậy, mua hộ ông đi. Vậy ông bán cho cháu một tờ. Cảm ơn đã ủng hộ nha. Như này là như nào? Cháu nhìn ông có giống người có tiền thối lại cho cháu không? Không ạ. Vừa hay ông còn 20 tờ vé số, vừa đúng 200.000. Thế nha, ông đi đây. Chúc cháu mà may mắn. Cảm ơn. Mình bị lừa à? Con chào bố mẹ. Ngồi ăn cơm đi con. Hôm nay nhà mình ăn cơm với gì thế ạ? À, hôm nay có rau luộc, rau xào tỏi, nước luộc rau với lại cà muối. Lại rau, ngày nào cũng rau. Người con sắp xanh như rau rồi này. Bây giờ rau đắt hơn cả thịt đấy. Nhiều nhà không có rau mà ăn kìa. Đúng đây. Ủa, vé số ở đâu đây? À, vé số con mới mua. Hả? Có tiền mua vé số, sao không lấy tiền đấy mua thịt mà ăn?
con bị lừa mua đó. Nhà thì đã nghèo, còn mày đặt đỏ đen. Thôi thôi, hai mẹ con im lặng cho bố còn xem tivi. Ăn cơm đi. Kết quả xổ số liệu có trúng không nhỉ? 9. Có 9. 5. Có 5. 9. 1. 5. Bố mẹ ơi, 8 có không ạ? Có 8. Trúng rồi. Nhà mình sắp giàu rồi. Giàu to rồi. Đi lãnh thưởng thôi, đi lãnh thưởng. Bố đẹp trúng con rồi. Đứng lên nào. Hiếu. Dạ. Tờ vé số đâu? Con không biết. Mau tìm đi. Ở kìa bố ơi. 2, 3. Bắt hụt rồi. Không. Bố ơi, tiền bay mất rồi. Tiền của ta. Tại con ấy. Tại bố ấy. Giờ phải làm sao bố? Chúc mừng hai bố con đã mang tiền về nha. Tiền đâu? Tiền đâu? Mẹ ơi, bố giữ tiền cho chắc mẹ. Đúng đây mình à. Số tiền ấy để tôi cầm cho. Thôi thế cũng được. Vậy bây giờ cả nhà mình đi ăn mừng cái nhỉ. Đi đi. Wow. Hay. Hôm nay là ngày vui. Tươi lên chứ. Vô nào. Rượu ngon. Cả nhà ăn đi. Ăn uống xong chắc không dám đi vệ sinh luôn bố ơi. Phúc cú. Dạ, thượng đế cần gì ạ? À? Lấy cho tôi 3 con cua hoàng đế sốt ớt nha. Ba con. Đúng rồi, mình là người có tiền mà. Hay, không, gọi một con thôi. Hai bố con tôi không thích ăn cua hoàng đế. Ui dạ, mình tôi ăn 3 con cũng được. Lấy cho tôi 3 con nha. Dạ. Lần này toàn thật rồi. Tiền đâu mà xả đây bố ơi. Giờ làm thế nào hả bố? Còn hỏi bố thì bố biết hỏi ai. Giao hàng đi. Hàng gì cơ? Xin chào, tôi đến giao hàng cho chị Ngân ạ. Bao nhiêu bao tiền? Bao nhiêu tiền? Dạ 3 triệu. Hả? Ba triệu. Cậu nhầm nhà rồi. Nhà này không có ai tên Ngân đâu. Mọi khi tôi vẫn giao đến đây mà. Người đó mới chuyển đi rồi, không có ở đây. Để tôi gọi điện. Dạ 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 vâng. Chị Ngân có lời muốn nhắn ạ. Anh mà không trả tiền hàng thì tiền trúng giải. Để chị ấy giữ cho nha. Cậu đợi tôi chút. Xe của bố đâu ạ? Xe ạ? Xe đây chứ đâu. Gửi cậu. Em xin. Cho em xin ạ. À. Hàng của anh đây. Hẹn gặp lại lần sau nha. Bye bye. Ui giời. Trời ơi. Bố uống nước đi ạ. À. Bố xem có cách gì không. Chứ còn hết tiền rồi đấy. Bố cũng hết. Anh ơi. Mình. Sắp đến sinh nhật em rồi đấy. Mà tay em chưa có cái nhẫn kim cương nào. Thôi, đeo vào nặng tay lắm. Em chịu được. Nặng mấy em cũng chịu được. Thôi. Đi mà anh. Mua cho em đi mà. Bố đồng ý đi. Con đã có cách. Thôi được rồi, anh sẽ mua. Yeah. Wow. Quà của em đây. Để anh đeo cho. Chui quá. Viên kim cương mới to làm sao. Cảm ơn chồng nhé. Thế đã đủ nặng tay chưa? Nặng, nặng lắm. Nhưng mà em chịu được. Bà con ơi, chồng tôi tặng tôi những kim cương sẽ
mình ơi. Tôi xong. Hai bố con đâu? Thế này là thế nào? Sao lại là những kim cương giả hả? Làm sao đây? Bố à, phải khai thật thôi. Thật ra tờ vé số bay mất rồi. Tiền chi tiêu mấy ngày nay là tiền đi vay đấy. Cái gì? Đi vay hả? Bất đắc dĩ bố con tôi mới làm thế. Mình tha thứ cho bố con tôi nha. Ôi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Trời ơi là trời. Mình ơi, bình tĩnh đã. Ông đi ra đây cho tôi. Chúng ta là một gia đình mà, có chuyện gì cũng phải nói ra rồi cùng nhau giải quyết chứ. Em nói thật à? Thật. Nhưng mà mất vé số thì vẫn phải bị phạt đấy nha. Bố con tôi biết lỗi rồi mà. Hai người đứng lại. Cuộc sống này tràn đầy những biến cố, không ai biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nên các thành viên trong gia đình hãy sát cánh bên nhau, cùng nhau sẻ chia, cùng nhau gánh vác. Có như vậy, hạnh phúc mới bền lâu, mới là gia đình thực sự.